Ok, và chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 nha anh em. Rồi, khởi đầu thì chúng ta đã có được hai công tặc rồi. Kèm với một con Fiora hay sao thì mình nghĩ là nó khá là cường cáp. Với cả mình lắp luôn cái trang bị đó chính là cuồng đao Gosu để có thể giữ chuỗi thắng cũng như là tận dụng những cái trang bị đang có và giữ máu luôn nha anh em. Đấy, thắng liền. Có đồng nào không? Ủa, chơi không tặc mà không có đồng nào, cái này là lỗ mất rồi. Làm tê chỉnh thế này là toang. Lucian với cả Cogmo này. Pháo thủ không nhỉ? Thôi chắc là không pháo thủ đâu. Ba con Leona. Ba con Leona cơ à? Để xem nào. Hay là mình bán cái con Fiora đi và lấy con Leona 2 sao nhá. Tại vì con Leona này thì nó lại kích hoạt được cái hệ tiên phong. Đấy, lãi hơn. Lắp cho Jayce. Con Jayce cuồng đao Gosu mình nghĩ là cũng xài tạm được, không vì gì phải băn khoăn quá. Ai nào? Ủa, hôm nay cũng có Leona 2 sao, 2 hắc tinh. Căng thế nhỏ. Ơ, ông này có kết lên 2 sao mà không cho vào này. Chắc là vừa mới lên này thì phải. Hay là bán máu đây. Rất là nhiều anh em có rất là nhiều ý định xấu. Bán máu lên trang bị là có đấy. Tại vì hiện tại là cái meta Master Z phải cần rất là nhiều cung gỗ. Hôm nay là một cái đệ nhất quốc sư à? Căng nhở. Hai trận thắng liên tục rồi. Thì xem là trận này có thắng tiếp tục hay không. Hay là mình úp cấp luôn nhở. Úp cấp cho thêm một con Caitlyn vào thì có thêm không tặc. Như thế thì có vẻ hơi nguy hiểm. Vậy thì mình sẽ để xem là trận này thắng hay thua đi. Mong là sẽ thắng vì chúng ta sẽ tích lên được cái cột mốc 10 tiền, lại còn giữ cả 3 trận thắng liên tục nữa. Ai? Là ai? Uầy, hai cỗ máy chiến đấu kết hợp với cả hai vũ trụ, hai hộ vệ. Đội hình Tam 2. Tam 2 rồi. Rồi, khả năng thua là khá cao đấy anh em. Nhưng mà con xin dao này có cái giáp máu là mình nghĩ là không khoai cho lắm. Rồi, xong đi rồi. Đánh khi nào mới chết được anh xin dao này đây. Blitz. Trời, Blitz cũng không kéo ra can để có thể giữ gỡ đạc được một chút máu. Ai à? Đã đánh mình cơ à? Đó. Có hàng gì hot hay không? Không có tia vàng. Có một con Master Z. Đấy, biết ngay mà. Hiện tại là cái meta hiện tại là anh em thi nhau lấy cung gỗ cho mà xem. Mình thì sẽ lấy một cái gậy quá cổ đi. Trang bị mà trên người con Zoe chỉ có một vàng mà thôi, mà nó cũng khá là quan trọng đối với mình. Ok, mọi người thì ai đấy thì cũng đã chọn được cái trang bị mà mình mong muốn á. Chỉ còn lại một cái kháng phép kia thì không ai thèm. Gray 2 sao này. Và mình sẽ cho sen vào. Lắp luôn cái ấy không nhở. Mà thôi thôi thôi, lắp cái nỏ sét luôn thì mình nghĩ là mình cần một cái trang bị khác hơn, trang bị thủ hơn. Cái trang bị nỏ sét vẫn là một trong những cái trang bị công nha anh em. Nó có sát thương. Còn những cái trang bị thủ như là áo choàng thủy ngân hay là vuốt rồng hay là cái phong kiếm. Đấy, phong kiếm là một trong những cái trang bị điếm thúi nhất mà mình từng được biết. Ông này hai phù thủy, hai thời không, hai đầu sĩ. Các nhờ. Mình thì có hai tiên phong, hai không tặc và cũng hai thời không luôn. Nhiều ông chơi đội hình loại 82 ấy nhở. Ừ, nhưng mà chắc là mình thắng rồi. Ui, có thêm một vàng nữa. Ngon. Hai tiền luôn anh em. Quá thơm. Quá là thơm luôn. Nếu như mà trận hồi nãy là thắng thì mình bây giờ mình có được 4 trận thắng liên tục rồi. Tiếc quá. Mà không sao, là bại từ đầu đi. Irelia. Úi xồi ôi. Cái gì thế này? Chơi mình hay sao?
Nếu như mà mình chơi siêu công nghệ thì trận này khá là phù hợp rồi. Kiếm khách cũng thế. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang lên cho anh em một cái đội hình mới hơn. Thay vì những cái đội hình trước đây mình đã chơi như là kiếm khách hay là siêu công nghệ. Đấy. Tại vì ở đây ở cái vũ trụ hai Nico, mình sẽ tìm kiếm một cái vị tướng 5 tiền 3 sao nào đấy đi. Hôm nay tình lắp các màu thạch luôn. Căng đấy. Bộ không chết ai cả. Có thêm một tiền. Ngon. Cho team xin một tiền nữa được hay không? Không có. Nhưng mà không sao. Thắng thì cũng được một tiền à. Iren nhìn tiếc vãi luôn anh em. Lúc chơi thì nó lại không ra cơ. Đấy. Nó giống kiểu kiểu thế mà. Kiểu chơi mình ấy mà. Zihin. Zihin. Xạ thủ kết hợp với cả tiên phong thì mình nghĩ là không thể nào mà thiếu được Zihin. Mà trong trận đấu hôm nay thì mình sẽ không chơi Zihin luôn, chơi đội hình mới nha anh em. Hiện tại là mình đang có hai thời không, có thêm Caitlyn với các Cheetah Fae thì ta sẽ có 4 thời không, thêm Ngộ Không với các Riven là chúng ta sẽ có 6 thời không, mà thêm thêm Ngộ Không kết hợp với cả Threat thì chúng ta sẽ có được 8 thời không. 8 thời không thì mình nghĩ là không biết là sẽ như thế nào đây. Đấy, một cái phong kiếm này cũng được này. Nhưng mà phải bình tĩnh đi. Từ từ lắm. Ngộ Không này, đấy. Thiên biến vạn hóa. Ngộ Không sẽ thay vào vị trí của Leona là được. Tại vì vừa bán Leona đi thì chúng ta lại tích lên được cái cột mốc 40 tiền luôn. Hơi mất mát một chút nhưng mà không sao cả. Tích tiền càng sớm càng tốt nha anh em. Tích tiểu thì nó sẽ sớm thành đại rồi. Góp gió thì thành bão. Tin mình đi. Nào, để xem là gặp ai đây. Hình như mình gặp cái ông này hai lần rồi. Ông này có. Uầy, căng nhở. Ui, ông này khá binh rồi này. Ba siêu công nghệ, ba nổi loạn. Được phép. Dạo gần đây là anh em rất thích cái là giữa à, ông này ba kiếm khách nhá, nhầm nhầm, ba kết hợp giữa kiếm khách và nổi loạn, nhưng mà cũng không xong với mình đâu. Ok, bây giờ thì chúng ta đã tích lên được cái cột mốc 50 tiền này. Sau round này thì mình sẽ để tiền up cấp nhá. Up cấp một cách hack speed cho anh em xem. Hiện tại là vòng 3.2. 3.2. Sau round này thì chúng ta sẽ lên được cấp 6. 4 thời không. Cho JC nó bừa bừa một chút đi. Cho nó thú vị. À, anh này có rất là nhiều trang bị nhưng mà vẫn chưa lắp đệ nhất quốc sư. Cũng không tạc luôn, cũng thích làm tài chính. Nhưng mà hiện tại là anh ta đã có được Darius 2 sao. Tôi có một vàng. Và xin thêm một vàng nữa được hay không? Bùm. Không được rồi. Ui, nhìn thua của đấy khá là cay. Nhưng mà JC, Darius cũng như là Javan còn rất ít máu. Ok, lên cấp thôi nào. Mình sẽ cho Caitlyn vào. Tự dưng lại ra cái Blitz này làm nó dở dở ương ương quá anh em. Tiền nó bị lẻ quá. Tiền lẻ rồi. Hiện tại là mình đã có tận đến 3 cái Nico này. 3 cái Nico đồng nghĩa với một cái vị tướng 2 sao đấy. Ai? Mình 4 tuổi. Cũng Master Yi rồi. Dạo gần đây là anh em spam Master Yi rất là nhiều. Với là anh em có hứng thú với những cái đội hình low rank mà mình mang đến hay không? Hay là anh em thích đồ dị đây? Nếu anh em mà yêu thích cái đội hình gì thì hãy nhớ, đừng quên là comment ở phía dưới cho mình biết. Thì sẽ làm theo yêu cầu của anh em, yêu cầu của số đông thôi. Ui, thua hai trận liên tục rồi. Chắc là mình phải bán. Ủa, chắc là bán không kịp luôn.
Thế thì thôi. Sao lại không cố gắng đấu tập nhở? Vãi nồi thế. Mấy như là hai phiên đi chợ rồi lại không cố gắng đấu tập thế này là đi rồi. Vậy thì mình sẽ lấy ngộ không, nhưng mà cũng bị lấy luôn. Vậy chắc là mình chỉ còn cái mặt hàng à. Đây. Một cái giáp lưới. xin nhẹ cái giáp lưới đây. Cho anh làm sao được của tôi. Uầy, có con Riven khá ngon này. Và mình sẽ, chắc là mình sẽ lắp thôi, cho Riven vào cho nó trâu một chút đi. Riven này có skill bọc giáp cho nên là mình nghĩ là cũng là một cái con tanh ấy. Và nó lại gây ra được rất là nhiều sát thương từ những cái cú chém gió cũng như là cú quỳ nữa. Như bốc bốc luôn. Ai đây? Sĩ Nguyên. Vẫn là đội hình hai phù thủy. Bây giờ thành ra đã có thêm Vi. Hôm nay đang tính chơi cái gì đây? Pháp sư kết hợp với cả đấu sĩ à? Nghe hơi mới lạ anh em ạ. Không biết là cái sự kết hợp này có ổn thỏa hay không, nhưng mà mình thấy là hơi toang rồi. Hơi toang rồi. Timo Edril này. Trận này chắc là mình sẽ chơi 8 thời không này. Tám thời không biết là kết hợp với cái gì cho nó mạnh bây giờ nhỉ? Theo anh em thì kết hợp với gì thì với cả cái hệ 8 thời không này nó mới mạnh được. Với những trang bị hiện tại thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể chơi được Master Z đấy. Ủa, hôm nay chơi Poppy Candyland à? Hay là chơi binh tinh tú đây? Chắc là chơi vị binh tinh tú rồi. Còn Poppy này thì trâu lắm. Đánh cả ngày chứ chắc đã chết được nó đâu. Trâu vãi nổi ạ. Đấy ạ, anh em thấy không? Ông ấy đấm mình nguyên sàn luôn. Huy 0106 này. 0106 này. Ok. Hiện tại thì anh ta đang giữ được cái chuỗi thắng mình nghĩ là khá là dài. Street Fighter 2, Sen. Mình sẽ bán, thôi, chắc là không bán con nào đi. Round sau kiểu gì mà trở lên được cấp 7 rồi. Thay vào đây đi. Nếu có Ezreal thì chúng ta sẽ có được hai pháo thủ. Có còn hơn không? Tận dụng những cái gì có thể. Đúng không anh em? Nếu mà bạn không thể nào mà bỏ phí được. Timo xạ thủ phi hành gia. Nhưng chắc là không cần. Một cái BF và một cái thiệp vàng. Wow. Sen, Caitlyn. Đùa mình à? Xuất hiện thiệp vàng thế này. Vậy thì chắc là mình sẽ lắp một cái áo choàng thủy ngân đã. Và một cái kiếm khách nhân tạo. Đây. Nhìn combo này là anh em biết cho con nào rồi đấy. Xài tạm cho Gray một chút. Cái này cho JC nhá. Ủa, hôm nay pháo thủ kết hợp với cái đấu sĩ này. Một trong những cái đội hình đang mạnh ở meta này. Mới chớ 13. Chắc đến đây thì mình nghĩ là cũng khá là nhiều anh em biết cái con mà mình đang muốn chơi rồi. Nhưng mà vẫn phải bí mật một chút. Xem từ từ thì nó mới hấp dẫn đúng không anh em? Nào cái tour xuống cuối game xem. Chán thực sự. Rồi, hai trận thua liên tục. Không biết là trận sau thắng hay thua. Nếu mà lên cấp 8 thì mình sẽ cho được 6 thời không à? Nhiều Victor thế nhở? Nãy giờ ra cả đống luôn ấy. Mình phải thay vào cái. Thay vào vị trí của Blitz nhá. Thì mới có được 3 kiếm khách. Nãy giờ quên.
Nãy giờ cứ quên. Làm gì kiếm khách nhân tạo mà quên lại bỏ sen vào. Thế có chết không? Cái đồ của JC mình nghĩ là cho Riven cũng được đấy. Nếu nó quẩy cho thì cũng hấp dẫn. Nhưng hiện tại Riven của mình mới chỉ là một sao mà thôi. Lại gặp đệ nhất quốc sư rồi. Tiên phong kết hợp với cả công tặc sao. Kinh phết. Khi mà có được đao rớt 3 sao thì mình nghĩ là cái máy chém siêu khủng khiếp này rất là khó chịu. Mà chỉ cần dưới 50% máu thì cái con Direct này nó được bổ x2 đam nữa cơ. Đấy anh em thấy không? 1000 rồi. Kathleen. Nhưng mà chắc là Kathleen của mình 2 sao rồi. Và mình cũng không có dự tính là lên Kathleen 3 sao nữa. Thua toàn thua rồi. Xem là cái phiên đi chợ có cái con mà mình cần chơi hay không. Cay quá. Công ăn ớt mà cũng cay thế này. Ủa. Lại xin thông đồ thế giới rồi. Hôm nay chỉ cần cái vuốt rồng cho xin thông nữa thì nó thông cho khóc nhè luôn ấy. Căng thế nhở. Anh em bị chơi căng thế. Kết lên. Ngắm bán đi em. Ui, cũng không thấm vào máu của anh xin ra một chút nào cả. Rồi đệ nhất quốc sư tính tiền rồi. Lên build luôn. Ok, có Janna, có Ugot, có cung gỗ không? Mình bây giờ mình cần một cái cung gỗ. Và trên người con Jihin như thế kia thì hơi khó. Mà thôi thôi thôi, bị mất luôn rồi. Đấy, tạo một Riven này để có thể Riven sớm 2 sao đi. Cái củ cải kia lấy cung gỗ hoài luôn. Ừ, nhưng mà mình có kiếm khách nhân tạo mà đúng không? Để xem nào. Cấp 8 Rune chơi liều chút. Xem có ra vị tướng 5 tiền nào hay không. Cấp 8 thì chúng ta chỉ có 6% ra được những cái vị tướng 5 vàng mà thôi. Mà cấp 7 có mới 1% thì mình lại xuất hiện con Aurion Son thế này. Ngộ không. Nào ra đi Janna. Ừ, Janna cũng xài tạm. Chitopay của mình 2 sao rồi. Sen cũng 2 sao rồi. Riven chưa 2 sao. Lên 2 sao bạn. Từ 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 từ. 6 thời không. Trời ơi. Sao lại không có Seraph nhờ. Combo này thì mình nghĩ là để cho Seraph đây anh em. Mua thần thánh cho Seraph này. Và trong cái video hôm nay thì mình sẽ chơi thử cho anh em xem. Đó chính là Seraph kết hợp với 8 thời không. Xem nó sẽ như thế nào. Blink Kama. Ừ. Kết hợp với Kama nữa thì chúng ta cần phải đến 10 slot cơ. Nhưng mà nếu mà chơi lên kịp cấp thì mình sẽ cho Kama vào tạ để có thể bút cái hệ hắc tinh cho Seraph. Seraph ơi, mau ra đi em. Một lần thôi. Ngộ không 2. Vậy mình phải bán con nào đây? Bán con AC thì vẫn chưa đủ 4 tiền. Ừ, nhưng mà bây giờ mình cũng cần giữ máu nữa. Xem là trận này thắng hay thua. Bán mẹ Janna đi. Đây rồi, may quá. Con Kama kia thì mình để lên 3 sao cũng được, nó bút kinh lắm. Căng lắm anh em, con Kama này bút bút giáp cũng như là bút tốc độ đánh ấy mạnh. Tiền về. Ui, vừa đủ 5 tiền quá ngon. Bỏ khóa. Janna hơi nhiều Janna nhở. Đến lúc chúng ta phải thay đổi đồ rồi thì sẽ là mình sẽ lắp một cái đây cùng cuồng đao, một cái kiếm khách nhân tạo và một cái đây áo choàng thủy ngân. Combo này cho
Serap của chúng ta mình nghĩ là nó mắc binh rồi đấy. Mắc binh thực sự. Như này siêu khỏe luôn rồi đấy anh em ạ. Nhìn nó chém này. Trướng. Chiu 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 chiu. Từ từ mới trưởng nhanh anh em. Mà khởi đầu là hơi chậm 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 tí. Uầy, giờ thì lại rất là nhiều cung gỗ ạ. Khó đấy. Chắc là mình sẽ lắp một cái quỷ thư nhá. Quỷ thư cho Ngộ Không nhỉ. Đây. Và hai cái quyền năng khổng lồ cho Riven. Tại vì con Ngộ Không ấy anh em, nó di chuyển đến khắp mọi nơi. Còn con Riven thì nó quẩy được một chỗ thôi. Tất cả cái skill của nó ra hơi lâu. Còn Ngộ Không thì một khi mà nó được quẩy thì nó quẩy tung tóe. Serap. Trưởng khá lực đấy anh em. Đấy. Đi luôn vi diệu luôn. Vi diệu chưa? Nếu như mà có thêm Janna vào nữa thì mình nghĩ là tốc độ đánh thì nó lại càng thêm nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là đội hình của mình như thế này là ok rồi. Cấp 9 cho Janna hay là cho The Red vào cũng được. Nhưng mà bây giờ phải cần 8 thời không mà đúng không? Blitz 2 được 8 thời không nhưng mà vẫn thiếu con Serap. Rồi. Mình 4 tuổi chỉ còn có 4 máu mà thôi. Từ từ lâu ngày không chưa. Đệ nhất quốc sư chat ngu cả. Căng thích nhờ. Nhất quốc sư ngoại gáy hơi sớm. Nay mình bị chuyển vào đây chứ không nó bút cho thằng Ezreal mất. Đấy. Mình 4 tuổi. Chắc là mình phải tạm dừng cuộc chơi với mình 4 tuổi rồi. Nếu như mà setup của mình bị bắt sớm thì no. Uầy. Anh em thấy không? Cũng may là có cái lớp giáp của Kama thì nó mới trưởng thêm một chút đỉnh ấy. Đi. Bye bye anh em. Bye. Vậy là cuộc chơi của chúng ta bây giờ chỉ còn có 2 4 6 người mà thôi. Mình 4 tuổi và Vi Diệu đã phải tạm dừng cuộc chơi rồi. Bây giờ mình vẫn chưa xài cái Nico bộ nha anh em. Khi nào mà trường hợp khẩn cấp quá thì mình mới xài. Bây giờ mình có thể lên được Seraph 2 sao luôn rồi đấy. Mình có tận 3 cái Nico cơ mà. Ông này thì có một cái phong kiếm. Và với cái áo choàng thủy ngân thì mình nghĩ là không thể nào mà hất tung được cái con Seraph của mình à. Cho nên là không sợ. Không phải xoắn. Ai đời, ông này cũng chưa xài Nico này. Trong này thì mình không sợ. Vì Serap của mình đứng từ xa. Nó trưởng cho thì khóc nhè luôn. Ôi trưởng kìa. Ây à, vẫn không lại à. Tưởng không lại. Giờ là mình không thể nào mà bị mất máu thêm nữa rồi. Tại vì bây giờ ấy, chỉ cần 2 hắc tinh thì nó kích hoạt được hệ rồi anh em. Cho nên là có thêm Kama và vẫn ngon. Thì những cái con hắc tinh, những cái con đồng minh chết đi ấy, thì nó sẽ cộng đam cho Kama và con Serap. Uầy, Serap của mình kìa. Trời ơi, đồ đúng chuẩn luôn. Sĩ Nguyên đã lấy mất rồi. Sĩ Nguyên ơi là Sĩ Nguyên ơi. Vậy chắc là mình sẽ lấy thôi. Mình sẽ lấy một cái chén ân huệ đi. Chén ân huệ nha anh em, để có thể boost cho Serap. Sĩ Nguyên để chơi ở chơi phù thủy à. Phù thủy Serap cũng được. Wow. Cái chén ân huệ này boost cho hai con cơ. Nhưng mà mình sợ cho cái con Blitz đứng gần nó bút cho Blitz á. Con này lấy được vũ trụ nhân tạo này, chỉ cần tìm Lulu nữa là ngon này. Đấy, cấp 8 tìm Lulu thêm một vũ trụ nữa.
là 6 vũ trụ. Hôm nay có chiếc tờ phơi 3 lia bài căng lắm anh em. Đây này, để xem setup của mình với setup của team bạn ai mạnh hơn. Ui may quá, ăn được một lần thôi anh em, không biết là lần sau có ăn được hay không. Giờ mình sẽ tích tiền lấy cấp 9 đi, cấp 9 thì mới chơi được 8 thời không. Đây Seraph này, ừ may quá. Ba cái Nico, 1 2 3. Có Zihin này anh em, Zihin chắc là mình cũng chắc là chưa xài vội. Hôm nay có Threat 2. Ồ chắc là bị gặp một ông máy chiếu, có một ông máy chiếu. Ừ may quá không phải gặp ông máy chiếu. Để căn căn mấy cái ông máy chiếu đấy anh em. Chiếu vào người mình thì sẽ của mình xài skill lâu á. Ủa nhìn trưởng kìa, thích vãi. Nó vẫn thua à? Ừ, cứ tưởng như là chúng ta bị thua là nhưng không, vẫn mạnh. Cái gì đây? Mũ phù thủy à? Được. Mũ phù thủy này cho Kama nhé anh em, thì nó bút nhiều giáp hơn, nhiều tốc đánh hơn. Ngộ không này, ngộ không mới lên 2 đúng không? Chắc là không cần ngộ không nữa đâu. Để xem là trận này mình có thể lên được con Seraph 3 sao hay không nhá. Nhưng mà có một ông sĩ nguyên chơi cùng với mình cho nên là hơi khó chút. Hiện tại là mình đang có tận đến 3 cái Nico cơ anh em. Không có cái nào nữa nhỉ? Có 4 cái thì ngon. Zinix này cho Kama. Ra sao là chúng ta lên được cấp 9 rồi. Hôm nay có cái máy chiếu, 2 cái máy chiếu. Khắc chế pháp sư. Cái gì đây, hôm nay lên Seraph 2 rồi à? Trời ơi khó thế. Bây giờ làm sao đây anh em? Ông sĩ nguyên lên Seraph 2 rồi, vậy là Seraph 3 của mình rất khó để có thể thực hiện được. À, hất tung, không dám hất tung Seraph của mình. Mà mình nghĩ là đệ nhất quân sư này cũng không thể nào mà đánh bại được mình đâu. Đây mới chỉ là con Seraph 1 sao thôi anh em. Nó ăn mình luôn cả. Ui nhìn nó trưởng kìa. Đi luôn không? Ui. Đệ nhất quân sư mình nghĩ là chỉ còn có một máu mà thôi, một máu duy nhất. Không ông nào cho cái ông đệ nhất ở cái ông sự nghiên cái ông đi luôn, đi đi Ganna và xem sao. Chuyển hóa thành sát thương phép bên này đi. Ganna tiếp. Trận này thì mình không cần Ganna nữa, chỉ cần Seraph thôi anh em. Mày xin ra 3. Nếu như mà xin ra 3 xài skill vào người Seraph của mình một phát là bốc hơi luôn. Lại gặp sĩ nguyên đây là. Hồi nãy mình thắng được, không biết là bây giờ thắng được hay không. Ui nó kẹp hết, chết hết luôn. Không xong rồi, chắc mình phải sử dụng đến một cái Nico thôi. Từ từ cứ rồn đã. Mình còn khá là nhiều tiền. Ui, hôm nay cũng có 3 cái Nico giống mình này. Rất là nhiều Riven nha anh em. Để xem là có một con Seraph nào hay không. Đây. Ugot à?
Vâng, cật lực xem là có Seraph hay không. Ezreal Threat này. Ok. Chút nữa chắc là mình sẽ bán con Kama đi thì có thể chơi 8 thời không kết với Seraph kiếm khách. Xem là sẽ như thế nào. Mấy con Victor thì kẻ đau lắm. Thì tiện bớt đi thôi. Giờ tôi chỉ sợ cái ông Sĩ Nguyên đi thôi. Ông này mạnh lắm. Seraph phù thủy. Tại vì con Seraph của mình thì nó trưởng nhanh thôi. Mình sẽ lấy cái áo choàng. Nhưng mà không ai lấy. Áo choàng tĩnh lặng. Đấy, biết ngay ông lấy mà. Thì mình sẽ lấy cái hắc tinh nhân tạo nhé anh em. Hắc tinh nhân tạo để có thể mình chơi 8 rồi không. Lại còn có thêm cả hắc tinh nữa. Cho Seraph nó mạnh mạnh chút. Bán Riven hắc tinh. Đây 8 thời không. Cái này sẽ là cho Ezreal đi. Ui, rất là nhiều Ugot nha. Threat này. Threat Janna. Nếu mà cho Janna thì nó lại ngon hơn anh em. Rồi kéo được Janna vào thì nó lại tăng nhiều tốc đánh hơn. Nên để kéo Janna xem sao. Ôi, bị máy chiếu rồi, không chú ý rồi. Ui, nhưng mà nhìn nó trưởng kìa. Trưởng bay màu tim bạ luôn. Mình Caitlyn bắn thì mình cũng nghĩ là tay của Caitlyn khá là mệt mỏi. Đi luôn đi. Trời ơi, còn 8 máu kìa. Để Sĩ Nguyên sống là một cái gì đấy. Mình nghĩ là rất là đáng sợ. Sĩ Nguyên chưa đi thì sao mà mình có được Seraph đây. Giờ mình bắt buộc mình phải lựa chọn anh em. Một là Seraph, hai là Ugot với cả Janna. Đây. Và cuối cho mình sẽ đổi vị trí chứ không bị ông này máy chiếu mất. Đấy. Như này thì nó lại bị chiếu Threat, quên mất. Ông này thì ăn được cái ông kia, còn mình thì ăn được ông này. Ông này thì lại ăn được mình. Ôi, gần đứt luôn. Vãi là nhiều Ugot thế. Đồ ông kia lên nó can 3 rồi. Trời ơi, ông này có cái nỏ sét ngon luôn này. Mong ra thêm một cái Nico nữa đi. Sao mày lại không thêm một cái con Seraph nào nữa ta. Không cả đống tiền của mình. Tiền chứ đâu phải là khoai đâu mà trôn hoài không ra thế này. Buồn như con chuột chuột. Seraph Ezreal 2 này. Đây một con này. Một con nữa. Uầy. Chỉ cần một con Seraph nữa thôi là mình lên sẽ lên được Seraph 3. Bully. Uầy, Janna này. Thôi lên Janna 3 luôn đi. Ok. 8 thời không. Khi mà Threat kéo vào thì sẽ lên được 8 thời không kết hợp với cả Janna 3 sao. Xem nó sẽ như thế nào. Bị ngủ luôn. Đừng mà. Uầy. Hôm kia thua rồi. Có Soraka này. Phải bán con này tìm một chút bí ẩn thôi. Janna. Như này thì vẫn chưa có bí ẩn đúng không. Trời ơi. Chắc là mình sẽ cho vào đây luôn đi. Bí ẩn không biết là thắng được hay không đây này. Đổi vị trí chút.
Như này mà thua nữa thì thôi tôi chịu. Né được cả cái máy chiếu rồi nha anh em. Rồi xong, Janna không được xài skill Janna 3 sao của tôi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Mình đã rất là cố gắng rồi. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa. Tạm biệt anh em.